Thưa quý vị, trong khi thời tiết ở miền Bắc đã có dấu hiệu hạ nhiệt, thì tại miền Trung và miền Nam, nắng nóng vẫn rất gay gắt, có nhiều điểm mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Nắng nóng ở Việt Nam cũng đang là một chủ đề được báo chí thế giới quan tâm khi báo Washington Post của Mỹ nhận định là đợt nắng nóng này ở nước ta đang phá vỡ kỷ lục từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã khẳng định đây là đợt nắng nóng phù hợp với quy luật nhưng gay gắt hơn bình thường và khu vực miền Trung là tâm của nóng. Tờ Washington Post thông tin nhiệt độ hôm ngày 20 tháng 4 tại Việt Nam đã phá vỡ kỷ lục quốc gia qua tất cả các thời kỳ. Sức nóng lên đến 43,4 độ C tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, trong khi bình thường nhiệt độ tại các điểm này hàng năm chỉ từ 27 đến 32 độ C. Đáng chú ý, thời điểm này chỉ mới tháng 4 và nhiệt độ cao nhất ở Việt Nam thường rơi vào tháng 6, tháng 7 chứ không phải là bây giờ. Trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối, đại diện của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thống kê từ năm 2013 đến nay, nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung hầu hết xuất hiện từ nửa cuối tháng 4. Một số năm có thể sớm trước ngày 10 tháng 4 nên đợt này là phù hợp với quy luật. Tuy nhiên, cũng có thể thấy một số yếu tố bất thường ở một vài điểm đạt mức nhiệt độ cao kỷ lục như ở Hương Khê, Hà Tĩnh là 43 độ, cao hơn mức lịch sử của năm 2007 là 42 độ, Tuyên Hóa, Quảng Bình là 43 độ, cao hơn mức lịch sử là 41,4 độ năm 2007. Với tình hình hiện nay thì dự báo mùa hè năm nay sẽ rất khốc liệt và có thể tiếp tục ghi nhận thêm nhiều kỷ lục về nắng nóng.